Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa tổ chức cuộc hội trần về tình trạng chấn thương của Nguyễn Văn Toàn. Đây là công việc cần thiết nhằm xác định giải pháp điều trị tốt nhất đối với trường hợp của Văn Toàn, qua đó giúp thủ thành này có thể sớm trở lại thi đấu một cách bình thường. Cuộc hội trần do Ban Y học VFF chủ trì với sự tham gia của các bác sĩ đội tuyển và các chuyên gia đầu ngành về cơ xương khớp đến từ Bệnh viện Vinmec, Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, Trung tâm Doping và Y học Thể thao. Theo kết luận ban đầu, Văn Toàn bị chấn thương cơ nhị đầu giải pháp trước mắt là tiếp tục tập phục hồi trong vòng 2 đến 3 tuần. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi và phẫu thuật chỉ là giải pháp cuối cùng với thủ môn này. Văn Toàn bị đau ở vai trong trận đấu với đội tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Trận đầu tiên thủ thành U22 này được bắt chính trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của các bác sĩ đội tuyển, chấn thương của Văn Toàn không thực sự nghiêm trọng và thực tế Toàn cũng đã tiếp tục ra sân trong hai trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022 sau khi trở về nước văn toản đã được đưa đi chụp mri một lần nữa và phát hiện có dị tật nhỏ ở vai khiến việc đưa tay lên không thể hết tầm các bác sĩ đội tuyển sau đó đã có báo cáo cụ thể về tình trạng của văn toản về ban y học vff để xin ý kiến về phương án điều trị tiếp theo cho văn toản